County Supervisor Cindy Chavez promised to build a Vietnamese service center. She kept her promise, building one of the first and the largest service centers in the country. And that's not all she's done. She kept us safe during the pandemic, providing test sites and vaccines. She's fought for affordable housing and good-paying jobs. Cindy is a strong ally and celebrates our heritage. Cindy Chavez for mayor. She stands with us. Kính thưa quý vị, gửi ra MC trân trọng chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày giữa tuần California, ngày thứ năm, sáng 6 giờ Việt Nam. Sáng nay thưa quý vị, chúng tôi thức dậy khá sớm tại California, trời vừa âm u, hơi nóng một chút xíu. Thời tiết rất là đẹp thưa quý vị, rất là đẹp. Và ngày hôm nay trong ngày đẹp trời như vậy thì Nam hân hạnh gặp đến người anh em lâu năm và đầy quý mến trong rất nhiều năm làm việc tại miền Bắc California. Người kề cạnh tôi là chị Cao Thị Tình, một nhà sinh hoạt cộng đồng mà có người gọi là nhân sĩ mà chị khiêm tốn vậy muốn nhận cái chữ đó, nhưng mà nhà sinh hoạt cộng đồng rất là lâu năm và cũng là đã từng là người hàng xóm của Cali Today, làm việc phía sau ban nhân cộng đồng phía sau Cali Today. Và một người anh của chúng tôi là anh Cao Hồng, cũng chỗ quen biết với nhau trong cộng đồng, lần đầu tiên chúng tôi mới ngồi chung bàn làm việc. Bàn cà phê thì nghe đâu có một vài lần rồi, nhưng mà bàn làm việc thì lần đầu tiên anh em tôi mới làm việc với nhau. Anh là hiện nay là giám đốc Việt Museum, một bảo tàng Việt có thể nói là duy nhất lưu trữ những cái kỷ niệm, tưởng niệm, vật niệm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà có người gọi là bảo tàng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, có thể nói là duy nhất tại ngoại. Và anh hiện nay đang làm giám đốc điều hành trung tâm này. Và người thứ ba, đồng nghiệp của chúng tôi, Quỳnh Lương Thiện của tờ Mỏ Magazine và Mỏ Radio. Xin trân trọng giới thiệu đến ba vị khách của ngày hôm nay của Xuân Nam với tất cả quý vị. Và trước hết, trước khi vào việc, mời chị Tình gửi lời chào quý vị trước, thưa chị. Vâng. Trước hết xin chào anh Nguyễn Xuân Nam, chào anh Thiện và anh Cao Hồng, kính chào quý khán thính giả của truyền hình Cali Today. Tôi là Cao Thị Tình, cũng mới xuất hiện trên truyền hình với anh Nam mấy lần trước. Thì hôm nay rất tiếc là chúng tôi có bị cảm, vì thế không phải mang khẩu trang. Xin quý vị vui lòng thông cảm cho và xin được kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn chị. Tên Hồng, tên Hồng. Dạ, thưa, tôi là Cao Hồng. Tôi cũng rất được xin chào anh Nam, chị Tình và anh Thiện. Đây cũng có thể là lần đầu tiên tôi xuất hiện trong cái đài truyền hình của anh Nam, và xin kính chào quý vị. Dạ, xin cảm ơn anh. Mời anh Thiện. Dạ vâng, tôi Hồng Thiện. Xin chào anh Nam, xin chào chị Cao Thị Tình và anh Cao Hồng và quý thính giả của đài. Dạ, cảm ơn Thiện. Thì sau cái màn chào hỏi mang đi chất thủ tục với tất cả quý vị, thì vấn đề chính là như vậy. Chúng tôi đã từng mời anh một người liên quan đến cái vụ ngày 1 tháng 10 là anh nhảy dù Bùi Định lên làn sóng này. Thưa quý vị, chuyện gì xảy ra tại Vườn Việt vào ngày 1 tháng 10? Thưa quý vị, đó là một công trình tương đối lớn đang thai nghén, và đó là biểu tượng của người Việt tại Bắc California. Trong đó có tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, có vườn văn hóa Việt Nam, có nghe đâu có dự tính trong văn vẽ là có tiêu biểu ba miền là chùa Một Cột, rồi chùa Thiên Mẫu, và kể cả nhà thấp ba hay chợ Bình Thành Sài Gòn gì đó. Nói chung á, là đó là một vườn tại đất Mỹ Silicon Valley mà mang cái biểu tượng là lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Thưa quý vị, công trình chưa hoàn thành, đang thai nghén, nhưng mà chuyện xảy ra trong ngày 1 tháng 10 có một số chuyện buồn. Thì trong dư luận cộng đồng thì có nhiều cái luồng dư luận khác nhau, nó rất là nhiều cái luồng dư luận khác nhau, mà trong những người tham dự đó thì có anh Bùi Định, thì Bùi Định đã lên tiếng rồi, Lâm Hữu Đức có tham dự cũng đã lên tiếng rồi. Và ngày hôm nay để làm sáng tỏ thêm một số vấn đề thì Nguyễn Xuân Nam mời anh Quỳnh Lương Thiện, anh Cao Hồng, chị Cao Thị Tình đến để nói rõ một số vấn đề đó nữa, để chúng ta biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Thưa quý vị,
bởi vì không á, thì là tam sao tất bạn, người này nói này người kia nói kia. Thì để mở đầu vấn đề thì mời Quỳnh Hương Thiện nói trước chuyện gì đã xảy ra thưa anh, và điều anh muốn lên tiếng là chuyện gì. À, dạ vâng, thưa anh, thưa quý vị, à, thực sự ra việc xảy ra thì có lẽ quý vị cũng đã biết rồi, bởi vì có lẽ một số quý vị cũng đã lên tiếng nói gần đây thì trên đài SBTN anh Vũ Nhân cũng đã phỏng vấn cũng khoảng là 7-8 người, mỗi người nói mỗi chút, thành ra bây giờ cái chuyện của coi như lớn quá rồi. Nhưng mà thực sự ra thì cái vấn đề nó đã có nhiều khía cạnh và nhiều cái tầm nhìn nó khác nhau. Cho nên cảm ơn anh Nam cho phép chúng tôi là một người đã có mặt hôm đó, thì chúng tôi cũng thấy, cũng nhìn và cũng có một chút chứng nhân nữa. Dạ, chứng nhân. Thì thưa quý vị, cái ngày 1 tháng 10 đó thì nó xảy ra thì thực sự ra cũng đáng tiếc. Nhưng mà đó là có đầu tiên là tôi vào, khi chào cờ xong tôi vào. Thì tôi thấy việc chào cờ rất là tốt đẹp, không có vấn đề gì, mọi người đều chào kính quốc kỳ như bình thường. Thì các em hướng đạo sinh cũng đã ra về, rồi sau đó thì mới tới việc là bà giám sát viên xin ra về, trao bằng khen, rồi ông mắt mới hên nói chuyện này kia, đó là bình thường. Rồi tới cái sinh hoạt của hội thiếu lục chiến 68 năm, thì khi đó thì mới có cái vấn đề. Đó. Rồi có cái vấn đề là tôi thấy là như thế này, là khi đó đó, thì phía bên ban tổ chức thì họ mới là do anh Phát Kiên thì phải, thì họ mới mời một mời hai chị nữ quân nhân lên đó để mà trao vòng hoa hay là gì đó, thì có hai chị lên thì bị một cái chị bên hình như là chị Huyền ở bên hội nữ quân nhân và chị Nguyễn Thị Đào là chủ tịch thì mới phản đối, mình nói là ồ, hai người này không phải là nữ quân nhân mà cũng không phải là hầu vệ luôn đó. Thì nó có cái sự phản đối nó như vậy. Thì lát nữa tôi sẽ đọc cái phản đối này, mà tôi chỉ thoáng thấy rồi thôi, rồi sau đó cũng có lời qua tiếng lại chút xíu, rồi người ta mới đưa mấy chị đó ra. Thì chính tôi lúc đó tôi cũng có phỏng vấn được một cái chị mà lên tiếng đó là chị Huyền đó, thì chị cũng giải thích là tại sao chị lại phản đối như vậy. Đó là xong rồi, sau đó đó thì mới tới một số dân cử khác lên phát biểu ý kiến, thì có vài vị, thì sau cùng là anh Brian Công Đỗ. Thì khi mà ra Công Đỗ lên phát biểu ý kiến đó thì ảnh cũng, tôi nghĩ đây lần đầu tiên thấy anh cầm micro nói chuyện đó, chứ anh đã tới đó nhiều lần rồi. Thì anh nói rõ là tôi lên đây là một vị dân cử, cảm ơn mọi người, nhưng hôm nay Brian lên đây không phải với tư cách là một vị dân cử mà là một vị nạn nhân bị bịt miệng. Thì anh mới kể lại cái chuyện đó là ảnh trong cái thời gian gần đây thì ảnh vì là, thôi mình nói thẳng đi, thì ảnh là người ủng hộ bên ông Mark Mahan thì chống lại bà Shin Sabe, cho nên ảnh có những phát biểu trên đây này, cũng như trên đài của anh đó. Thì ý anh tôi không vấn mà đó thì ảnh ý anh nói là bà Shin Sabe đó là không có lợi cho cộng đồng Việt Nam theo cái nhìn của anh, đúng không? Bà làm điều nhiều điều bất lợi đó. Thì trong lúc đó thì ảnh cũng có nói rằng là bà là thiên tả, vâng, các thứ không, và chúng ta đã vượt biên cộng sản qua đây, thì đại khái là không lẽ ủng hộ người như thế này đó. Nhưng sau đó thì bà Shin Sabe đó thì mới thuê mướn luật sư là chụp mũ luôn, là anh ơi, Brian Công Đỗ không được nói thân chủ rồi, là cộng sản nghe chưa và thiên tả nghe chưa. Thì anh Brian Công Đỗ, tôi nói bà cộng sản hồi nào, thiên tả thôi mà, đó thành từ đó. Nhưng mà vì bà có thế lực quá mạnh, cho nên anh Brian Công Đỗ anh nói rằng anh tới đây để mà anh trình bày vấn đề và quay lại cầu cứu cộng đồng, ý là như vậy chứ không phải là phá rối. Nhưng mà trong cái sau đó là cái ủy ban ban tổ chức đó thì mới ra một cái thông báo là ngày 8 hay ngày 10 tháng 10 đó, thì mấy cái đáng ảnh là phá rối, cũng như một số người khác là phá rối. Thì vấn đề nó là như vậy, thì tôi chỉ xin thưa một cái tổng quát như vậy thôi. Đó là hai cái sự kiện xảy ra và việc tương đối đã êm thấm rồi. Tôi nghĩ đó, sau việc đó thì tôi biết là anh Đăng Công Đỗ có gặp bác sĩ Vượng để nói chuyện, là tương đối cũng thông cảm với nhau. Anh nói thì anh nói rất là tích cực, và anh Đăng Công Đỗ anh cũng nói rằng là bác sĩ Vượng cũng có phiền hà một số điều và một số thì không. Bác sĩ Vượng đó, nếu mà anh Đăng Công Đỗ lên mà nói bình thường thì ok, mà đừng có một số vị mà đứng đằng sau mà cầm biểu ngữ đưa lên đó thì không thành vấn đề. Nhưng bác sĩ Vượng là không hài lòng một số người cầm bảng đó, cầm bảng đó, mặc dù là bên vực anh Ban Công Đỗ hay chống với Sinh, thì anh nói ok, anh đồng ý nếu mà những người đó tới ủng hộ ảnh mà không đúng sai không cần biết ai đúng ai sai, nhưng mà nếu vì sự hiện diện của họ cầm bảng đó mà làm phiền cho ban tổ chức thì anh sẵn sàng say sorry đó. Thì mọi việc tưởng là em rồi ngay hôm đó mà, nhưng mà không ngờ thời gian sau thế bác sĩ Vượng cũng có ý mời anh Brian lên đài để mà nói những cái điều mà cho nó thích hợp và nó vui vẻ để cho mọi việc nó cho qua, và anh Brian cũng sẵn sàng nói lời sorry với tất cả mọi người là tốt rồi. Nhưng không ngờ trước đó vài tiếng đó thì là phía bên
cái gọi vị vị là phó ủy ban ngoại vụ đó, xem vào cộng đồng đó là ra một cái thông báo mà bà lên tiếng mà kết án nặng nề hai vị nữ công nhân, hai hội nữ công nhân làm rối loạn cái trật tự, rồi bên là anh Frank công đổ động Bùi Đình vào cái xáo trộn này kia đó, thì ảnh mới là bất bình và những người đó thì họ mới bắt đầu phản pháo trở lại. Ý anh nói là cái văn thư của ai? Văn thư của ban tổ chức là quân Triệu Hà Ký, là ủy ban điều hòa trong cộng đồng đặt tất cái buổi tổ chức cái anh nói là cái lá thư đó là gây đưa ra những chi tiết không đúng sự thật và có thể kết luận trọc lắc. Tôi thấy là cái thư đó là nó kết án rất là lặng lẽ và thiếu chính xác nữa. Thì anh có thể cho ông bài ví dụ. Tôi lấy thí dụ cái thư đó là nói cái thế này nè, là điều đáng buồn là những người phá rối buổi sinh hoạt chào quốc kỳ thiêng liêng của nước Cộng hòa lại do hai hội nữ quân nhân của lực lượng nước Cộng hòa vì sự bất đồng ý kiến trong nội bộ đã không kiềm chế được nên đã có những hành động phản ứng không đúng nơi, không đúng chỗ, gây xáo trộn buổi lễ kỷ niệm 65 năm thành lập binh chủng thủy quân lục chiến. Đó là chuyện thứ nhất nha. Thì đó, thì như tôi đã trình bày lúc nãy đó, thì tôi thấy có cái sự phản đối thôi, nhưng mà sau đó cũng im xuôi rồi. Nhưng sau đó thì khi vì họ lên cái thông báo này, thì sau đó đó là cái hội nữ quân nhân của bà Nguyễn Thị Đào đó là chủ tịch đó, thì họ mới có cái văn thư trả lời. Thì văn thư trả lời cái lời cáo buộc tội như sau: thưa quý vị, nghi lễ chào cờ diễn tiến và kết thúc tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra. Sau nghi lễ chào cờ có phần kỷ niệm sinh hoạt năm thứ 62 của thủy lục chiến và MC Phát Kiên mời hai chị nữ quân nhân lên đặt vòng hoa, thì bà Sơn Loan và bà Lisa đi lên. Tôi nghĩ em bà Lisa, hai bà này không phải là nữ quân nhân, cũng không phải là con cháu nữ quân nhân, nhưng họ tự xưng là hậu duệ nữ quân nhân đó. Lúc đó do phản ứng tự nhiên trước lời mời không đúng với sự thật nên tôi, anh Na Huyền Hoàng, bất đắc dĩ phải lên tiếng yêu cầu ông Phát Kiên đính chánh theo đúng với cái danh xưng hầu về giáo hiệu của họ, vì như quý ông cũng đã biết rõ hoặc quá rõ, họ không phải là con cháu của nữ quân nhân, nhưng ông Phát Kiên đã không đính chánh mà còn nặng lời chụp mũ chúng tôi là phá đám. Ta đã phải trả lời bây giờ sao cần phải yêu cầu này. Chúng tôi yêu cầu quý vị đã chụp mũ chúng tôi là phá đám phải xin lỗi chúng tôi và hội ái hữu nữ quân nhân của lực lượng Cộng hòa Bắc Cali, thay vì chúng tôi phải xin lỗi quý vị vì chúng tôi không có lỗi gì cả. Tức là trong cái văn thư mà của ông Triệu Hòa đã yêu cầu mà cáo buộc cái hội nữ quân nhân này, một trong hai hội là phá đám và phải yêu cầu phải xin lỗi. Thì bây giờ họ bác bỏ hết, không những bác bỏ và họ nói rằng các ông sai, chúng tôi phải như vậy theo đúng và các ông phải xin lỗi chúng tôi đó. Rồi trước khi tiếp tục thì có bữa hôm đó biết được anh và chị có mặt đó, thì tới đó thì ai đúng ai sai thưa anh? Thứ nhất là tôi thật sự tôi có mặt ngay tại đó và tôi đứng ngay trước mặt của cái quý vị ở trong cái ban tổ chức đó, thì tôi cũng đã có nhìn nhận những cái trình bày của anh Thiện là đúng. Tuy nhiên cái vấn đề mà tôi muốn đặt ra ở đây đó là thứ nhất là tôi cũng đồng ý với bên ban tổ chức là vì cái vấn đề cái tổ chức này và những cái sinh hoạt về chính trị như vậy nó sẽ không thích hợp ở trên đó, tôi đồng ý. Tuy nhiên cách giải thích mà tôi muốn nói đó là ban tổ chức, những cái việc làm của ban tổ chức đó, mặc dù là trong văn thư đã có nêu rõ là nhìn nhận khuyết điểm nhưng không nêu ra cái khuyết điểm nào hết, thì chúng tôi xin nhấn mạnh đây có những cái khuyết điểm như sau. Thứ nhất về vấn đề nữ quân nhân, cái câu hỏi đặt ra tại sao liên hội và cái ban tổ chức đã chầu cầu biết rằng là có hai cái hội nữ quân nhân vẫn mời hai hội đó đi tới. Cái điểm mà chúng tôi muốn nói như anh Thiện có đề cập ra đó là trong cái thơ của bà Đào về vấn đề nữ quân nhân, tôi được biết là bà Đào bà có nói rằng hai cái người nữ quân nhân này thật sự không phải là nữ quân nhân. Cái điều đó thật sự tôi không biết, mà bà nói rằng không phải là hậu duệ, thì thực sự ra mình cũng nên đặt cái vấn đề ra là như thế này: thế nào là hậu duệ? Mà những cái người bình thường mặc quân phục thì theo cái giải thích của bà mà tôi được biết là những người này không phải hậu duệ, là những người hậu duệ được giải thích là những người con em thế hệ sau của những cái người ở trong nữ quân nhân, thì hai người này đều ở cái lứa tuổi là lớn tuổi hết rồi, không phải là hậu duệ. Thứ hai, bà cho hay rằng có một hoặc ngoài người trong nữ quân nhân đó cũng đứng cầm bảng chung với những cái nhóm phản đối đó, thành ra do đó bà không thích cái đó, bà không đồng ý cái đó. Nhưng mà cái đầu tiên mà như chúng tôi đã nói, ban tổ chức cái lầm lỡ là tại sao mời hai hội mà không có xếp đặt để hai cái hội này làm như thế nào. Cái vấn đề nữa mà về cái vấn đề mà của
xáo trộn về vấn đề mà phản đối cái bà Cindy Chavez. Thì tôi, như tôi đã nói trước á, là tôi đồng ý rằng nơi đó là cái nơi neutral, nơi trung lập, không thể nào có những cái sinh hoạt phản đối ở ngay tại đó. Tuy nhiên, cái cách giải quyết của ban tổ chức và giống như anh Thiện có nêu ra đó, là cái từ ngữ dùng nó quá nặng. Đối với tôi, không cần phải viết một cái chữ là gọi là hồi nãy tôi có nói đó, là thay vì mình nói là mời ra thì là ở đây nó nói là đuổi họ ra khỏi vườn truyền thống. Thì tôi nghĩ cái đó là cũng hơi nặng nề. Cái thứ hai đó là mà tôi thấy là ban tổ chức cũng dùng cái chữ mà nói về cái ông Bùi Định, cái người mà tôi cũng đã gặp rất thường ở trong các sinh hoạt. Ở đây đặt ra cái question là ông tự nhận là nguyên nhân, thì tôi thiết nghĩ là cái đó cũng không cần thiết phải nêu ra. Nếu mà các anh đã biết là những người sinh hoạt đã lâu rồi và trong cái binh chủng thì chắc chắn là mình phải biết là đúng hay sai, không cần đặt ra cái câu hỏi đó. Một cái điểm nữa mà chúng tôi muốn nói là cái sự thiếu kiểm soát của ban tổ chức. Ban tổ chức, nếu là ban tổ chức, không thể nào để cho có những cái sự tự phát mà đi ra những cái người đó mà tự làm cái việc đó, chứ không phải là ban tổ chức họ xua đuổi họ làm này kia. Thì tôi nghĩ làm cái việc đó nó có lẽ là nó hỗn loạn quá và không phải là một cái hình thức của một cái tổ chức mà có quy củ. Và chúng tôi đã theo dõi và đi tới đó chào cờ mỗi tháng, chúng tôi không bao giờ chưa từng có một cái tiền lệ như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhấn mạnh là đối với cá nhân tôi nhìn nhận rằng là ban tổ chức đã có lý khi mà nói rằng nơi đó không nên tổ chức những cái cuộc phản đối biểu tình. Nếu có, tại sao không dời ra khỏi phía ngoài? Đó là ý kiến. Rồi chị Tình, nãy giờ nghe hai anh trình bày như vậy, chị có thấy bớt gì không? Theo tôi nhìn thấy đó, ở đây đó, có lẽ anh Thiện cũng nói về, với lại anh Cao Hồng nói về hai hội nữ quân nhân rồi, cho nên tôi không nói. Nhưng mà ý tôi muốn nói là tại sao cái ngày hôm đó lại có Brian phải lên nói về, và có những người cầm bảng yểm trợ, thì theo tôi mình phải nhìn đến cái gốc tại sao mới có cái hành động đó. Thì tôi được biết đó là vì bên bà ứng cử viên là bà Cindy Chavez đó, bà có lẽ một cái người nào đó đã dịch cho bà rằng là chữ thiên tả là cộng sản, và bà đã hấp tấp để mà kêu luật sư để làm cho nó to chuyện. Thì tôi nghĩ cái vấn đề mà thông dịch cho một cái ban tranh cử đó Nam rất là quan trọng. Không có thể mà vì một cái lời dịch không được đúng nghĩa mà mình làm cho nó to chuyện ra. Nếu mà mình tra từ điển đó, thưa quý vị, cái chữ thiên tả đâu phải là cộng sản, mà không hiểu cái người nào đó đã coi như nói với bà, và bà đã vội vàng hấp tấp để mà đưa luật sư. Thì tôi thấy cái đó là cũng có vẻ có phần là hà hiếp, bịt miệng một người. Khi mà cái lá thư đó ông luật sư ông đề là từ nay về sau là Brian không có được nói tới hai chữ thiên tả và cộng sản nữa, thì theo tôi ông ta là ai, hoặc bà Cindy là ai mà cấm người ta được nói chữ này hay là không được nói chữ kia? Cái quyền tự do ngôn luận, cái First Amendment ở đâu mà đi ngăn cản người ta như vậy? Cho nên theo tôi, một cái người ứng cử viên đã già dặn ở trong làng chính trị, đã ra tranh cử, nhưng mà lại có làm một cái điều mà tôi thấy nó rất là hấp tấp, đó là nghe lời ai đó dịch sai để mà thưa kiện, để mà giống như là đánh phủ đầu dằn mặt Brian Đỗ. Yeah. Đó. Với lại thưa với anh cùng quý thính giả, thì với một người cô thế mà khi mà bị đưa luật sư, bị hăm he, dĩ nhiên người ta phải tìm cái sự bên vực, người ta phải tìm cái sự ủng hộ, phải không ạ? Thì tôi đồng ý với anh Hồng, lẽ ra không nên có những cái buổi như vậy trong các cái buổi chầu cờ. Tuy nhiên thì lúc đó là đã chấm dứt lễ chầu cờ rồi, lúc đó là cũng cái lễ kỷ niệm của thủy quân lục chiến cũng đã bỏ cái banner xuống, tức là cũng xong rồi. Thì
Brian Đỗ mới là người cuối cùng mới ra nói. Và tôi thấy Brian nói cũng với một thái độ rất là ôn hòa, rất là nhã nhặn. Và những cái người cầm bảng thì họ cũng im lặng, họ cầm, chứ họ không hô khẩu hiệu, họ không la hét ung sùng quơ tay quơ chân. Tuy nhiên những cái người phản đối, mà tôi á, thì nghĩ rằng những người đó họ ủng hộ Cindy, thì họ làm, nghĩa là họ đi tới, họ la lối ung sùng, tay thì xua, miệng thì hét, đuổi người ta ra, ao ao ao. Tôi nghĩ chính cái người đó mới là người phá rối, vì ông ta la om sòm cho nên mới lôi kéo những người khác cũng chạy lại nữa. Dạ, mà lúc đó tôi, ông ta la ung sùng cho nên tôi cũng thấy bất mãn, tôi cũng lại luôn. Tôi nói, ông đâu có phải là người trong ban tổ chức đâu, sao ông la ung sùng vậy? Dạ, đó. Thì thưa với quý vị, cái nguyên thủy, cái câu chuyện lẽ ra nó không có trầm trọng như vậy đâu. À, bên kia bị cô thế, bị bắt nạt, bị bịt miệng thì ra cầu cứu với cộng đồng. Mà hôm đó thì tôi thấy Brian Đỗ nói rất là nhã nhặn, không hề giật micro, không hề la lối ông sòm gì hết. Cho nên có những cái tờ báo, tờ San Jose Spotlight ấy, nói rằng Brian Đỗ giật micro. Tôi thấy điều đó là giống như vu khống vậy. À, Brian Đỗ không có giật, ban tổ chức mời rồi đưa micro, mời Brian Đỗ nói, và sau này khi mà không nói nữa thì cũng đưa lại cho. County Supervisor Cindy Chavez promised to build a Vietnamese service center. She kept her promise, building one of the first and the largest service centers in the country. And that's not all she's done. She kept us safe during the pandemic, providing test sites and vaccines. She's fought for affordable housing and good paying jobs. Cindy is a strong ally and celebrates our heritage. Cindy Chavez for mayor. She stands with us. Cho ban tổ chức là bác sĩ Vượng, thì theo tôi chỉ thấy là cái nguyên ủy là vậy. Và một điều nữa đáng buồn, đó là một người Việt Nam, một người trong chúng ta bị đàn áp, bị bịt miệng, mà thay vì chúng ta bênh vực, chúng ta bảo vệ, hoặc là ít nhất chúng ta cũng có thái độ với cái người mà tỏ ra cường quyền, tỏ ra chưa chi là đưa luật sư hăm he, thì chúng ta có một số người lại súng lại, lại gọi là đánh bồi tiếp cái người mà bị ăn hiếp, bị bắt nạt đó, thì anh Nam. Dạ, rất cảm ơn chị Tình. Và trở lại anh Thiện để mà nói tiếp thì những cái chuyện mà ông ta, những cái thông báo của ban tổ chức là không đúng, nhiều điểm không đúng sự thật, cường điệu hay là lập lờ đến lòng con đen, đúng không? Không có đúng sự thật, đó là ý anh phải không? Dạ vâng. À, không thì thôi, lúc nãy là tôi nói rồi, thì tôi nói thứ nhất á, là ban tổ chức họ nói rằng đó là họ kết án cho những cái người khai hội đồng nữ nguyên nhân đó là vì bất đồng ý kiến trong nội bộ đó, có đó. Cái này là rõ ràng là công khai và đấu nội bộ, tức là hai những nữ quân nhân phía bên chị Nguyễn Thị Đào thấy rằng ban tổ chức giới thiệu hai người nữ nhân phía bên chị Nguyệt, mà hai người này không phải nữ nhân, họ phản đối thôi. Cái đó đâu có gì đâu mà nội bộ công khai vì một cờ sắc áo, đúng không? Đó là chuyện thứ nhất là ban, và thứ hai đó, và nói rằng là anh Bùi Định này kia với anh Bai Công Đỗ đó cùng một số người đó là lén lút ban những truyền đơn và biểu ngữ một cách bất hợp pháp vào bên trong khu vực vườn truyền thống Việt để vận động cho ứng cử viên đang tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố San Jose và chống lại chống đối bà ứng cử viên đối lập Sinh Sa Vê. Anh Văn Công Đỗ đâu có đem một cái gì đâu, hôm đó tôi thấy không có ai đem một cái tờ truyền đơn nào mà ủng hộ đối lập là cái ông bắt lên đi, không có. Không có vận động đó, thành ra không nói là sai hoàn toàn. Tôi xin phép tôi được nhắc lời anh. Cái vấn đề ở đây đó, giống như chị Tình nãy có nói đó, về tình với lý, tình thì có thể được, nhưng lý thì không. Cái vấn đề mà nói rằng không phải truyền đơn mấy ông nói là cái truyền đơn, mà là những cái biểu ngữ đã xếp sẵn. Thì tôi nghĩ rằng là tôi đồng ý với chị, cái quyền phát biểu. Tuy nhiên, mình cũng phải hiểu rằng giống như là tôi đã nhiều lần đi tới biểu tình ở tại cái tiền đình của San Jose. Tôi chỉ đứng ở ngoài cái sidewalk, tức là public, chứ tôi không có vô được phía trong. Là vì nó vẫn lại phải xin phép của thành phố. Nó giống như cái nhà của người ta,
thì ở tại cái vườn truyền thống đó, cái khuôn viên đó đó, mặc dù là đất của CD nhưng nó đã assign cho cái nhóm của ông Triệu Hà để mà lo cái vấn đề đó, take care mọi thứ, giữ gìn chìa khóa, nó coi như là cái khuôn viên của nơi đó. Nếu mình muốn làm đó, đối với tôi nên phải xin phép trước. Nếu không xin phép trước mà làm như vậy, tôi nghĩ rằng là chị Tình có thể nói là chị kết án là những cái người đó đã gây ra, những cái người chống lại cái biểu tình đó đã gây ra xáo trộn. Nhưng không phải, vì ban tổ chức cũng hiểu rằng là nếu mình cho phép một cái nhóm này làm, thế nào cũng có những cái nhóm khác người ta đối phương, người ta cũng chống lại, thì chính đó mới là cái hỗn loạn. Nếu mà không có những cái đầu tiên thì sẽ không có những cái kế tiếp. Tuy nhiên cái cách giải quyết của ban tổ chức tôi thấy là rất là yếu, là vì họ không có chủ động và họ không có nhân lực, họ không có prevent được cái vấn đề đó. Đáng lẽ là họ phải biết trước rằng sẽ có những cái chuyện đã xảy ra và những người đó là phải can thiệp như thế nào, chứ không để tự phát người nào muốn làm thì làm, mà mấy là nó sẽ không có một cái sự xung đột ở đó. Ý tôi nói là tôi không muốn nói là ban tổ chức sai, tôi chỉ nói rằng là nó không có chính xác. Thứ nhất là không có vận động cho ứng cử viên nào cả, chỉ có những người này là chống bà, họ cầm cái bảng là gì, là đừng nghe những gì Cindy Fader nói, đó là tiếng Việt Nam và tiếng Mỹ đó, là yêu cầu bà Cindy Fader không có được bịt miệng. Một người Mike Project là cái người bạn của chúng tôi, đừng có bịt miệng, đừng có đe dọa đó. Mike Project là anh Frank đổi đó, chứ họ không có ủng hộ cho cái ông Mark Mahan, hay là cũng không yêu cầu đừng bầu cho bà này, nhưng mà họ bảo vệ anh Frank đổi. Tất nhiên hãy đề cập với cái việc bịt miệng, để bịt miệng thôi, không diễn ra luôn bầu cử, không bầu cử như đó. Cho nên tôi nói ban tổ chức phải vừa ngồi lại với nhau đó. Như bác sĩ vừa nói tại sao làm cái đó, thì họ sẽ giải thích cho nghe. Thì họ ban tổ chức, bởi vì đó tôi nói dầu muốn dầu không đó, là ủy ban điều sinh hoạt cộng đồng cũng là ở một cái vai vế lãnh đạo rồi, mình dầu muốn dầu không đúng không, mình cũng ở vai vế lãnh đạo bên trong, cho nên mình phải cẩn trọng trong khi lời ăn tiếng nói, và nhất là khi mà gọi là kết án người ta nữa, mà muốn kết án xin lỗi ra tòa phải cho hai bên nó qua nó về chứ, phải cho chứng nhân chứ, tại sao làm này, tại sao làm cái kia, rồi nghe qua nghe về luật sư nói bên rồi mới ra một bản án, còn đây không nghe gì cả, tự động cái ra một cái án nặng nề mà thực sự đâu có đúng đâu. Họ cãi lại được bằng cớ là yêu cầu họ, tất cả những người mà bị họ kết án đó đều phản bác lại hết, không chấp nhận những cái kết án một cách vô lỗi này, và bắt họ xin, họ bắt ngược lại ban tổ chức phải xin lỗi. Như tôi đã chứng minh với anh rồi, anh Bùi Đình nói tôi chẳng làm gì sai, ban tổ chức sai phải xin lỗi tôi. Bên hội nữ quân nhân của chị Nguyễn Thị Đào cũng nói vậy, chúng tôi không làm gì sai, ban tổ chức sai, ban tổ chức phải xin lỗi chúng tôi chứ không phải chúng tôi phải xin lỗi ban tổ chức. Như vậy thì ra cái văn thư này có lợi ban tổ chức gì đâu, anh ấy làm vấn đề nó trầm trọng còn mất uy tín thêm nữa. Thật ra tôi chỉ muốn nói đó là phải cẩn trọng, phải ngồi lại với nhau. Và bác sĩ Vượng đó, tôi có thâu được một cái băng, bác sĩ Vượng ra nói với chị Huyền nữ quân nhân đó, trời ơi phải gọi là đóng cửa dạy nhau, đừng có la lối sùm. Thế tại sao bác sĩ Vượng là người lãnh đạo cho ủy ban này là để cho nó ra sùm như vậy, anh thấy không, tại sao không ngồi lại với nhau để mà nói chuyện cho nó êm thấm, giải quyết được rất là vui vẻ và không có không gì cả, tự nhiên làm ầm lên nè, anh thấy không. Mà cái người thực sự như chị Tình đã nói rồi đó, họ đi vào họ cầm bảng họ đứng rồi đưa lên thôi, đúng không, thì đưa. Khi mà ban tổ chức không đồng ý họ cũng tuân thủ ngay, không chống đối, họ đi về, ok ban tổ chức ơi không đúng tôi cầm bảng đi ra, thì tất cả các cô các chị đó đó cũng tuân thủ và lẳng lặng đi ra. Nhưng mà một cái người tự nhiên nhào vô đó là lao lối sùm đó là Nguyễn Tường Tâm, thấy không, ao no, thì chính tôi đó tôi cũng khó chịu và chính tôi nói ngay với Nguyễn Tường Tâm tại chỗ đó, anh Tâm để từ từ cho họ đi ra đừng có la lớn. Thì tôi ghi nhận là ông có nghe, thì sao ông sốc, ông không có la gì nữa, anh thấy không. Thành ra đó, và sau đó là ban tổ chức lý ra là phải làm cho vấn đề nó dịu xuống ha, để cho nó đừng, thì ban tổ chức lại ra một cái thông báo này làm ầm nó lên, bây giờ nó tùm lum hết. Thành ra cái cách giải quyết đó là chuyện bé mà xé cho to, thì tôi nghĩ rất là đáng tiếc. Còn bây giờ mình rút ngắn lại đi, cái giống như mình, cái sai là cái câu nào và câu đúng là câu gì, những cái điểm chính của nó, và chúng ta có cái remedy theo anh mấy anh chị thì cách mà chúng ta dàn xếp vụ này sẽ như thế nào? Đầu tiên á, thì cái mình tóm tắt lại cho bà con biết có những cái sai, câu sai là câu gì, và nếu câu đó được cái đúng chân lý là câu làm sao, biết không, đó từng vấn đề một. Thứ hai là cái remedy đó, cái mình khắc phục cái sai, giải quyết cái sai như thế nào. Tôi xin phép tôi được nói là như vậy, có ba cái thành phần. Thứ nhất là vấn đề nữ quân nhân, tôi xin nói rằng là với cá nhân tôi nhận định ban tổ chức đã sai. Sai bằng cách là đã mời cả hai hội nữ quân nhân đi tới cùng một lúc, mà biết rằng là hai hội quân nhân đó đã không có những cái liên kết với nhau.
Cái điểm thứ hai về vấn đề mà biểu tình ở trong đó, tôi thành thật mà tôi phải nói nhìn nhận là những người biểu tình sai. Nếu tôi là những người biểu tình, tôi sẽ đi ra trước phía ngoài, trước khi người ta tới, mà khi đó là không phải là sau đó, mà ngay cả trước khi tất cả mọi người tới đó, tôi đứng ở ngoài tôi giơ bảng, thì đó là vấn đề là đúng. Nhưng mà khi đã làm như vậy, và giống như anh Brian, anh nói là anh không biết những người đó tự động ủng hộ anh, thì tôi nghĩ cái này là, tôi nghĩ là có thể là một cái vấn đề đó, tôi hơi nghi ngờ cái vấn đề đó. Nó vẫn phải là có một cái tổ chức trước. Và cái điểm thứ ba là vấn đề ban tổ chức. Đối với tôi là ban tổ chức phải học hỏi những cái kinh nghiệm và những cái sai sót này để mà sửa đổi lại. Không thể nào trong một cái văn thư, tôi thấy mình giống như anh Thiện nói đó, mình có thể mình giải quyết một cách rất là đẹp, mình nói chuyện với nhau để coi những cái lỗi ở chỗ nào. Ngay cả chính như hồi nãy Brian Công Độ có nói là anh sẵn lòng anh đứng nhận lỗi, thì tôi nghĩ cái chuyện đó đó mình có thể mình giải quyết cách đẹp đẽ hơn là những cái danh từ quá nặng. Đó là đối với cái ý nghĩa của tôi, ý nghĩa tôi như vậy. Ý kiến Thiện á. Dạ, thì tôi thấy thế này, là việc này đáng tiếc nó xảy ra, thì đó, theo lý luận của những người trong ban tổ chức đó, thì họ nói sở dĩ mà họ có cái phản ứng mạnh như vậy đó, phản ứng như vậy đó, là họ sợ là trong tương lai chính phủ hoặc là cái thành phố City lấy lại không có cho mượn cái chỗ đó nữa. Đó. Nhưng mà tôi thấy cái đó nó cũng không có thuyết phục lắm, thấy không? Đâu có gì vi phạm gì trầm trọng đâu. Anh em, trừ phi đó anh Triệu Hà anh đưa ra một cái văn thư, anh là người ký mượn cái công viên này của City, thì họ đưa ra luật gì, thí dụ tôi lấy thí dụ nha, không được xả rác bừa bãi nè, phải giữ vệ sinh nè, không được là phá hoại đồ đạc trong đó nè, không được gây ẩu đả bạo loạn nè, thì được, thì cái đó nó đúng. Hoặc là bây giờ sẵn đây đó thì đưa ra một cái điều lệ đó đi, dán đó, một tôi thấy một số tổ chức nào cũng vậy, sinh hoạt thì ok, vào trong này thì có một số điều lệ như là không được mà ta vi phạm đó, thì mình mới trách người ta được. Còn nếu có thể người ta chưa biết thì có thể người ta không đúng đi, thì ban tổ chức dẹp bảng nghe, dẹp đi ra, họ đi ra, họ tuân thủ là được rồi, nó có gì ghê gớm là chân là họ chống đối lại đó, thấy không? Mà cái chuyện đó là chưa biết là ai đúng hay sai, nhưng mà thôi, chỗ này có ban tổ chức không cho tôi cầm bảng thì tôi đi ra là được rồi. Tôi thấy giải quyết nhiều rất là êm thấm, không cần thiết phải ra văn thư nặng nề. Ok, bây giờ ngày hôm qua thì họ có ra một cái thư khác để mời chào cờ tiếp, thì có thêm cái câu này nè, chú ý nè: để duy trì sự trang nghiêm của lễ chào cờ tình thân hữu của buổi gặp mặt, ban tổ chức yêu cầu không cá nhân hay nhóm nào vận động cho bất cứ ứng cử viên nào, kể cả phát flyer mọi hình thức trong khu vực vườn truyền thống Việt, kể cả khu vực đậu xe, có thể được. Thì nếu đã ra một cái điều lệ như vậy rồi mà họ vi phạm đó thì mình trách được, anh em. Nhưng mà cái này là có dịch ra tiếng Anh nữa, tôi không biết tại sao phải dịch ra tiếng Anh để làm cái gì, để cho ai đọc đây, anh em, làm dịch ra tiếng Anh nữa tại sao, tôi đâu có cần. Có thể là để chứng minh với thành phố là nó gọi là đôi khi disclaimer, chứng thành phố hay là chứng minh với là cái ứng cử viên nào đó, không chừng mình biết được. Mà theo tôi đó thì nhưng mà ý tôi đồng ý như vậy. Chẳng thà ra cái văn bản rõ ràng như vậy mà họ vi phạm đấy mình mới trách được, còn đây không đây. Và cái chuyện ở Mỹ một cầm im lặng cầm cái bảng đứng vậy đâu có gì mà vi phạm cái gì đâu, không có bạo động, không có la hét gì cả, anh em. Có thể họ nghĩ như vậy, nhưng ok, ban trưởng không đồng ý, không được. Tôi thấy họ ok, họ đồng ý xếp bảng, từ từ họ đi ra về. Tôi xin phép tôi nói với anh Thiện là như thế này, thực sự ra đó, cái những gì anh Thiện nói là tôi nghĩ là đúng. Tuy nhiên giống như tôi đã nói từ đầu, nếu trong khuôn viên đó tại sao không xin phép, tại sao không chịu đi ra ngoài chút xíu, đứng ngoài? Còn cái vấn đề anh đặt vấn đề là thành phố sẽ không bao giờ đóng, không có chuyện thành phố đóng cửa. Trong vấn đề này tôi nghĩ anh Triệu Hà có lý. Cái vấn đề này là để ngăn ngừa, là tại vì mình đâu có biết được những cái chuyện nhỏ đó rồi lần sau nó là những cái xô xát, mình đâu có biết được. Chỉ là cái may là cái kỳ đó, là tại vì anh biết là những cái vấn đề mà liên quan chính trị nó rất là sensitive, rất dễ có những cái xô xát với nhau, làm những cái vấn đề đó nó là mình để mình prevent cái đó. Tôi nghĩ là cái đó là cũng hợp lý. Tôi không có nói là sai, nhưng mà tôi nói đó là mình phải gọi là mình thông báo trước, còn bây giờ xong rồi mới lý luận như vậy đó, thế không? Tôi nó có cái luật lệ của nó. Nếu anh Triệu Hà anh thông báo, anh mời mọi người lại nè, tôi ký với CT nè, nó có những điều khoản như vậy nè, thế không được làm như vậy, mà quý vị làm như vậy là chết. Hoặc là khi vi phạm thì nó phải có cái cảnh cáo, chứ không phải ta mới vi phạm một cái mà mình chưa cảnh cáo, mình sẽ thông báo, mình kết án người ta là ầm lên. Mà thứ ba đó là cái việc này thực sự người ta có thể thu xếp giải quyết nó êm thấm tại chỗ rồi, không cần thiết phải làm ầm lên để cho nó to chuyện. Cái điều đáng tiếc là ở chỗ đó.
Dạ, tôi cũng xin được có cái ý kiến, tức là tôi đồng ý với anh Hồng là nếu mà họ cầm cái bảng ở phía ngoài đó mà nhất là cái lúc mà họ cầm bảng đó là bà Cindy bà đi về rồi. Nếu mà họ cầm, họ đứng ngoài kia để bà vào, bà thấy, bà đi về, bà thấy, thì có lẽ là tôi nghĩ là nó có kết quả hơn. Tại lúc đó bà đi về mất rồi, rồi là một việc. Và sau nữa đó là tôi thấy trong cái thư này á, lại lôi cái liên đoàn hướng đạo vào. Cái việc xảy ra các em hướng đạo đi về lâu lắm rồi, không có gì hết, mình không có cái việc gì mình lôi kéo các em cái đoàn hướng đạo vào để cho làm như vậy. Là các em, tôi nhớ hồi trước có một lần là cũng tổ chức, cái hồi đó là còn ông cựu nghị viên Nguyễn Tâm tổ chức đó, thì cũng một người lên chỉ trích một người khác, rồi làm sao đó dĩ nhiên người kia lại cũng phản đối lại, rồi là lúc đó là đã tưởng là cái vụ chào cờ là sẽ không tiếp tục sau này được nữa đó, tại vì cái đoàn hướng đạo là họ cũng 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 rất là buồn. Bây giờ tự dưng chứ cũng lôi họ vào, thì mà tôi đồng ý với anh Thiện với anh Hồng là cái thư này nó rất là thiếu tế nhị, những cái lời lẽ thì gay gắt, rồi là lên án ngày này lên án ngày kia. Lẽ ra mà theo tôi được biết đó là anh Brian Đỗ đã đến gặp bác sĩ Vượng, đã xin lỗi và lại còn sẵn sàng lên radio để mà nói chuyện với bác sĩ Vượng để mà xin lỗi công khai trên radio. Như vậy là tôi nghĩ là cái giải quyết đó là quá đẹp rồi. Không ngờ mấy ông này lại đưa cái thư ra, lại càng làm cho người ta bực bội hơn. Hai hội, hồi nãy anh Thiện đó là đọc thư của một hội thôi, chứ còn một hội nữa là của chị Thu Nguyệt đó. Hai hội nữ quân nhân đều phải lên tiếng vì những cái thư của các ông này ra như vậy đó. Thành ra tôi thấy, nói tóm lại là sở dĩ mà có vậy là theo tôi đoán là đã có những cái lời gọi là hăm dọa, những cái lời dụ dỗ, những cái lời mà gọi là thúc đẩy mấy ông nó phải ra. Đó là có một cái nhân vật mà đứng đằng sau để mà thúc đẩy mấy ông này là phải ra thư lên án, cho nên đã đưa cái thư này ra. Và thay vì tạo được cái hòa khí trong cộng đồng, thay vì giảm nhẹ cái vấn đề, thì cái này nó lại gọi là bới tung lên, lại còn làm cho nó trầm trọng thêm. Thì tôi thấy đó là một điều rất là đáng tiếc. Và tôi cũng mong rằng những quý vị phụ trách trong cái Ủy ban Điều hợp Sinh hoạt Cộng đồng xin hãy xem lại, rút kinh nghiệm cái việc này để về sau chúng ta giải quyết một cách làm sao mà nó êm đẹp, nó có tình, có lý, và cũng để mà chỉ có gọi là trong nội bộ, trong nhà nói chuyện với nhau, chứ không có mà đưa ra mà làm cho nó sùng lên như thế này. Như vậy thì theo chị có bàn tay nào đó đứng sổ lưng giật dây? Vâng, tôi nghĩ vậy. Thì chị đoán được người đó không? Thì để mà gọi là phản bác, để mà đả kích Brian Đỗ, mà trong khi Brian Đỗ là một người đang giúp vận động cho ứng cử viên Matt Mahan, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái người mà ở gọi là ủng hộ viên của bà Cindy, thì như vậy, nhiên là họ như vậy có một yếu tố nào đó, một người nào đó kích động âm mưu gây lộn xộn vụ này, mà cũng trong một tình trạng là họ có cái mùa tranh cử, đúng vậy không? Tôi không đồng ý. Không, tại vì cái vấn đề đó mình nói, tất cả những gì mình nói đây với công chúng, với mọi người, mình không thể nào mình kết luận một cách mà rất là hời hợt cho tới khi mình có những bằng chứng rõ ràng. Đó là ý của chúng tôi. Tôi không có rule out là có thể có những người ảnh hưởng, tuy nhiên mình không thể đi kết luận một cách rất là vội vã như vậy. Là tại vì á, cái nguyên nhân xảy ra đó, giống như tôi đã nói, tôi rất đồng ý với ban tổ chức về vấn đề cái nơi đó là nơi trung lập, cũng giống như tụi tôi làm việc ở tại trong cái Việt Museum là một cái non profit, luôn luôn là tôi không bao giờ để cho có những cái người phải những cái lễ hội đó mà đi ra mà vận động cho bên này bên kia hết, không bao giờ có cái chuyện đó hết. Tôi không thể làm được điều đó, và đây cũng là một bài học cho ban tổ chức, một bài học
cho các đoàn thể muốn vận động về chính trị. Mình có nhiều cách để mình nói, mình đi ra những cái chỗ public hơn là mình đi vô những cái chỗ mà không phải public, là nó đã là tuyên biệt của một cái hội đoàn nào đó. Và nếu mình muốn như vậy, mình phải có những cái giấy phép, phải xin phép trước. Yeah. Quý vị sẽ đồng ý. Hai ý kiến đối lập nhau. Ý kiến gì tiền là có một cái bàn tay nào đó núp sâu, giật dây vụ này, rắc rối này trong cộng đồng Việt Nam, trở tại Vườn Việt. Anh Cao Hồng thì hoàn toàn không đồng ý. Chưa có chứng cứ, bà nhận xét vậy hơi hợp. Thì ý kiến anh Thiệt như thế nào? Tôi thấy đó là không có cái lý do nào khi mọi việc nó đã êm thấm rồi mà ban tổ chức lại ra một cái văn thư mà nó gây thêm phiền phức cho như thế này. Cho nên á, tôi cũng rất là thắc mắc. Cho nên thì Tình Cốt Kiền có nghi ngờ, nhưng đương nhiên bằng cớ thì không có. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ban tổ chức những người nào biết là họ biết, chúng ta không biết. Nhưng những người nào mà làm ra cái văn thư này, họ có bị thúc đẩy, họ có bị gì đó hay không thì họ biết, từ họ biết thôi, thì họ tự sửa lại thôi, chứ mình không nói tới, mình không có bằng cớ, mình không nói được. Cảm ơn Thiệt. Vậy có hay không một bàn tay lông lá nào đó đứng sau lưng sự kiện này, giật dây làm các nhóm trong cộng đồng Việt Nam rối tung lên, thì câu đó lông này dấu hỏi cho đến giờ phút này. Ngoài cái việc bạn Thiện, anh Cao Hồng và chị Cao Thị Tình đính chính một số chi tiết trong bữa đó xảy ra cho nó đúng hơn, nó phản ứng đúng sự thật hơn, thì một dấu hỏi rất lớn, cộng đồng chúng ta đã có ai đó bị giật dây chưa, và trong trường hợp này có hay không vẫn là dấu hỏi còn đó. Chúng ta còn vấn đề gì nữa để đề cập thưa quý anh chị? Cho tôi xin nói, hôm nãy chị Tình chị có nói, thực sự là có hai cái hội nữ quân nhân dính dự vào cái việc này, mà hôm nay tôi chỉ đọc có một bên thôi, cho tôi đọc ngắn thôi, vài câu thôi. Có bên của chị Nguyệt là cái bên chính thức đã được ban tổ chức mời lên vòng hoa đó, thì chị Nguyệt chị nói cái gì? Đó. Phía bên chị Nguyệt là chị nói thế này: chúng tôi nhận lời mời ban tổ chức Vườn Truyền thống Việt cùng với hội Thủy Nguyên Vực Chiến Bắc Cali. Chúng tôi sẽ đảm trách một trong những nghi lễ là cử hai nữ quân nhân và hậu vệ lên đặt vòng hoa trước bàn thờ Tổ quốc. Vì không đủ nhân sự, chúng tôi đã đề cử hai chị hậu vệ thân hữu lên để đặt vòng hoa. Đó. Chúng tôi cố gắng để giúp cho buổi lễ chào cờ hàng tháng và làm cho buổi lễ thêm phần long trọng và của một đơn vị bạn là anh em thực chiến. Nhưng thật sự, chúng tôi chẳng ngờ sự việc đã xảy ra quá mau lẹ. Đến cả ban tổ chức, anh em chúng tôi cũng không đề phòng nên xảy ra. Tức là anh chị giải thích không rõ ràng, nhưng mà chỉ xác nhận rằng vì thiếu nhân sự. Đó. Câu, cho nên câu nói hai rất là dễ thương. Câu nói câu nói thật tà đến mức là dễ thương. Bởi vì sao? Một hội như vậy đó mà kiếm mấy người tham dự việc đó cũng không có người. Không có. Phải nhờ hậu vệ. Chưa không, bao cái giờ. Cái là thân hữu hậu vệ thôi, chúng không phải hậu vệ luôn. Tại vì mấy chị kêu cũng không biết không đồng ý đây là hậu vệ. Chưa bao giờ. Cái sức mạnh của mình đó, nó được bộc lộ nhiều bằng câu nói trong bản thân này. Dạ vâng. Dạ vâng. Đấy không? Nó một cách thật thà đến dễ thương, đến tội nghiệp. Tóm lại đó thì vấn đề ở đây thì chúng ta cũng không đặt nhiều vấn đề đúng hay sai, ai cũng có cái lý của mình cả, nhưng vấn đề từ cách hành xử đó của những người trách nhiệm đó, trong này đó thì nên cẩn trọng hơn, tránh cái tình trạng thay vì mình làm cho vấn đề nó êm thấm, nó hòa dịu để giữ cái hòa khí trong cộng đồng, hơn là mình bất cẩn hay vì lý do này lý do nọ đó mình làm cho vấn đề nó tùm lum và nó gây một cái hậu quả nó negative. Yeah. Nó trong là nó càng tạo thêm bất hòa, càng đào sâu thêm cái hố chia rẽ. Và thưa quý vị, có lẽ câu chuyện của bốn anh em chúng tôi tạm khép ở đây, và hy vọng rằng nó sáng tỏ được nhiều vấn đề mà trong cộng đồng có những ý kiến khác nhau xôn xao. Và mục đích của hôm nay quý vị thấy rất là rõ, không đứng bên này đá bên kia, không đứng bên kia đá bên nọ. Mục đích là gì? Hãy tường trình lại sự việc như nó đã xảy ra. Còn khi mà quý vị chọn cái thái độ thế nào đó, chuyện của tất cả quý vị, anh em chúng tôi ngồi lại trình bày sự việc, mắt thấy, tai nghe, cho quý vị suy nghĩ. Xin cảm ơn quý vị theo dõi. Cảm ơn chị Cao Thị Tình đã đến với chương trình. Xin mời chị. Dạ, xin cảm ơn anh Nam. Cảm ơn Cao Hồng. Dạ, cảm ơn Nam. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Dạ, và xin gặp lại quý vị trong chương trình kế tới. Xin chào anh chị. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị.